báo cáo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về các sự cố của Vietjet liên tiếp thời gian gần đây. Cục Hàng không cho biết về sự cố máy bay Vietjet hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột và bị văng hai lốp trước. Sự cố được xác định sơ bộ do phi công tiếp đất lỗi. Về sự cố hạ cánh nhầm đường băng tại Cam Ranh ngày 25 tháng 12 do máy bay báo lỗi kỹ thuật, cơ trưởng quá chú trọng tới cảnh báo kỹ thuật nên mất tập trung, lệch hướng hạ cánh khi tiếp cận đường băng. Đây hoàn toàn do lỗi của cơ trưởng. Nhưng mà qua cái báo cáo sơ bộ phỏng vấn tổ lái thì cũng thấy rằng là có những sai sót của tổ lái trong quá trình mà thực hiện cái đấy, và cái yếu tố nó cũng tác động vào, tức là cái vấn đề là cái nhìn nhận tổ lái đối với hỏng hóc kỹ thuật đấy là ông đánh giá nó chưa đúng. Đại diện hãng hàng không Vietjet đã cam kết với Bộ sẽ thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và sau sự cố, hãng rút ra những bài học sâu sắc để hạn chế tối đa các sự cố tàu bay. Tôi cũng cam kết với Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không thì sẽ đảm bảo công tác khai thác tuyệt đối an toàn trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái dịp lễ dương lịch cũng như âm lịch, và hạn chế tối đa các cái sự cố hỏng hóc. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, mục tiêu an toàn chuyến bay là trên hết, không vì mục đích lợi nhuận làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ chuyến bay. Qua sự cố của Vietjet, Bộ Giao thông Vận tải nghiêm khắc cảnh báo hãng hàng không, đồng thời yêu cầu Cục Hàng không rà soát toàn bộ các quy trình, kịp thời phát hiện, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tàu bay. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, không chỉ Vietjet mà cả các hãng hàng không khác, tăng cường kiểm tra, rà soát, nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra sự cố, chậm, hủy chuyến trong giai đoạn phục vụ vận chuyển cao điểm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019.